từ nói nhiều chút xíu đỡ chị lô bô cái miệng. Bô cái gì có cái mô nó khó chịu rồi. À, có thể nói là chương trình Bạn Muốn Hò đã kết đôi cho rất là nhiều đôi, và trong đó có đôi đã đám cưới rồi và có đôi chuẩn bị khai hoa nở nhụy rồi. Nhưng mà cũng có đôi là họ không có gặp nhau trên sân khấu, nhưng về họ chơi trong một cái câu lạc bộ. À, sau đó cái nhóm, một group của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xong rồi họ về họ yêu nhau trong mộng, tức là người này nhìn người kia xong tối về nhắm mắt nằm mơ thấy người kia, và từ đó họ cũng đang thành đôi nữa. Vậy á, hey, ta gọi là người trong mộng đó. Vậy bây giờ mình sẽ đón cặp đôi đầu tiên. Ừ. Mình xem coi họ có bao giờ từng nằm mơ họ tìm thấy người tình trong mộng của họ chưa nhá. Họ màng. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À, chào em. Em dạ, tên là gì? Dạ em tên là Phương Nhung. Năm nay em 31 tuổi, hiện tại là em làm nhân viên văn phòng. Rồi, mời bạn nam đi anh Linh ơi. Xin mời bạn nam. Chào bạn. Rồi bạn ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trọng Việt, năm nay 32 tuổi. Em làm ở Viện Công nghệ Thông tin, làm nghiên cứu viên. Tức là nhân viên nghiên cứu? Là người nghiên cứu. Người nghiên cứu? Dạ. À, cái tên này cũng là lạ ha. Nó cụ thể công việc như thế nào bạn? Mình sẽ nghiên cứu thiết lập những cái thiết bị, những cái hệ thống để những hệ thống đó vẫn có thể vận hành được. Ví dụ như là làm một con robot thì để cho nó có thể hoạt động được theo cái ý của mình. Thì mình phải thiết lập những cái hệ thống như thế nào cho nó phù hợp. Nghiên cứu robot nó thực hiện theo những ý định của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì mình có thể nào nghiên cứu trái tim con người nó đập theo nhịp của mình được không? Con người nó không thể giống như con robot được. Nó có nhiều suy nghĩ, nó có nhiều tâm tư, có nhiều tình cảm. Thành ra đương nhiên là rất là khó để lập trình những cái robot. Bây giờ bạn nghiên cứu trái tim đi, điều chỉnh trái tim được không? Trái tim thì rất là khó để điều chỉnh đó. Nó luôn luôn thay đổi, nói chung là nó theo cái cảm tính thôi. Thì tim bạn thay đổi hoài luôn hả? Tim mình thì không thay đổi, có thể là tình cảm thì thay đổi hả? Cái gì mà mới vô mình dí người ta dữ vậy anh Linh? Nhung ơi, dạ. Nãy em nói là em 30 tuổi. Em 31 chị. 31 tuổi. Rồi có khai gian không? Dạ chị không tin, em cho mượn giấy chứng minh. Vậy hả? Chà, vậy là mình bây giờ tuổi này là lấy luôn, cưới luôn được rồi đó ha. Dạ nếu mà hợp thì sẽ cưới luôn. Cưới luôn là bao lâu mình cưới được? Em không quan trọng thời gian, quan trọng là tới thời điểm đúng lúc là được. Ừ, nhưng mà ở nhà có hối thúc mình lấy chồng chưa? Mẹ em không dám hối, sợ em chọn đại. À, có nghĩa là biết là mình muộn nhưng mà cũng phải lựa chọn cho cẩn thận đúng không? Vậy thì mình đặt ra tiêu chuẩn gì cho người bạn trai của mình? Người đó hiểu em, trầm tính một xíu. Đừng có tối ngày cứ bu bu cái miệng, em không thích. Gì lô bô cái miệng là sao? Lô bô cái miệng. Lô bô là sao? Dạ là có nghĩa là nói nhiều quá. Nói nhiều quá em. Nói nhiều người ta không có nói nhiều nhưng mà người ta nghiên cứu nhiều. Nghe dùng cái từ nói nhiều chút xíu đỡ tự nhiên lô bô cái miệng. Không phải bô bô chứ không phải là lô bô. Bô cái gì có cái bô nó khó chịu rồi. Rồi vậy thì em không thích cái điểm nào ở người bạn trai của mình nữa? Em không thích người mà ngồi gác chân lên ghế, không thích bung đùi. Đừng nói bên kia nãy giờ ngồi gác chân lên ghế nha, với rung đùi nha. Còn gì nữa? Vậy thì về bản thân mình thì em thấy mình có những ưu điểm khó gì? Khó chịu. Em thấy nhiều ưu điểm quá chứ không biết kể cái nào. Đó coi. Gì vậy? Cái gì vụ gì? Em nhiều ưu điểm quá em không biết kể cái nào. Và điển hình cụ thể là một cái ưu điểm nào mà nổi trội nhất của em? Em dễ đồng cảm với người khác. Mình hiểu được, mình nhìn họ, mình có thể cảm thông được với họ, đồng cảm được với họ. Rồi cái khuyết điểm gì của em cũng đừng nói là nhiều lắm, cũng không biết kể cái nào. Dạ, xác cũng nhiều lắm. Một cái khuyết điểm cụ thể. Em rất là nóng tính chị. Nhìn vậy mà nóng tính hả? Dạ. Nóng quá chắc bồ bồ cái miệng à. Nhung nè, tại sao mình không lo tìm bạn trai lập gia đình mà để cho ế tới bây giờ? Dạ tại em đi làm, em đi học. Rồi rảnh rỗi thì em về nhà, thỉnh thoảng đi chơi với bạn, nhưng mà chắc có lẽ là tại vì em chưa tìm được người hợp ý á chị, cho nên bên đây hợp nè. Nãy nó chưa gặp người để thích, bên đây thể thích thôi, bên đây tôi nhìn tôi còn thích, đừng có chi bên đó. Tiêu chí của em lớn không? Em nghĩ là cũng bình thường đó. Bình thường là như thế nào? Về tính tình thì nói chung là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, nói chung là bên kia thấy dễ thương lắm á, nghe tiếng cười thôi thấy ghét rồi nha. Rồi gì nữa? Với lại nếu mà về hình dáng thì tất nhiên là nó cũng phải có sự cân đối một chút. Cân đối là sao em? Cân đối tức là nhìn không mập quá mà cũng không ốm quá chị. Với lại bạn đó nói chung là phải cao cao, ví dụ như từ 1m65 trở lên thì hả? 1m56 được không?
Cái đó thì cũng được, nhưng mà em chỉ sợ là em ngại, là ngại cho bạn nữ thôi. Có gì đâu ngại, chủ yếu là con người thôi chứ bên ngoài đâu có quan trọng đâu. Ta mỏi cổ quá chị ơi, em cũng mỏi nữa mà. Thấy là thấy không được rồi, bên đó cao bao nhiêu? Có 1m9 mấy à. Xạo dễ sợ. Gạt tôi hả? Ơn trời chị đây rồi. Đâu đứng lên coi cao bao nhiêu. Dạ. Làm gì ngước lên dữ vậy? Thôi ngồi xuống đi. Sao khỏe không? Dạ khỏe. Em cao mét mấy? Em thua anh rồi. Thua chắc rồi. Trời ơi. Bây giờ bên đây rất là dễ thương, rất là duyên dáng, nhưng mà có 1m46. Tính sao? Tất nhiên cái đó là một cái mình đặt ra thì thôi. Còn nó phải phụ sự phối hợp của rất nhiều yếu tố. Cho nên tốt nhất là phải gặp mặt thì mới biết được chị ơi. Cái ưu điểm của em là cái gì? Vui vẻ, hòa đồng, với lại có thể là hiểu một chút tâm lý của phụ nữ. Hiểu tâm lý phụ nữ lắm á, mà giờ chưa có về người yêu đó. Được lắm. Tại vì em cũng mới làm đây được có mấy năm đó anh. Bây giờ tôi nói bớt cái chiều cao xuống một chút được không? Đang trả giá nè, đang thương lượng nè. Dạ được chị. 1m46. Dạ được. Nhớ nha. Dạ. Hứa rồi đó, hồi chơi ta lùng cũng được đâu. Không, em không có chơi đâu chị. Em chơi. Bạn tự nhận mình có khuyết điểm gì? Cao lắm. Anh Quyền Linh em phải leo lên ghế là... vẫn lùng hơn ổng. Đôi khi thì cũng chắc là nói nhiều. Nói nhiều. Dạ, với một cái nữa là em làm việc cũng có một chút nguyên tắc. Nguyên tắc là sao? Ví dụ như là hay đi đúng giờ lắm. Nhưng bạn bè nhiều khi trễ thì cũng rất là bực cái chuyện đó. Đúng hoặc giờ là cái chuyện... đúng giờ thôi, giờ vậy thung thấy ghét lắm. Hoặc là cái chuyện ví dụ như trong quá trình mà hẹn thì người ta đồng ý tham gia hoặc là đi chơi gì đó rồi, nhưng mà cuối cùng người ta bận, người ta không thông báo lại, mà người ta cứ coi như là bỏ qua luôn. Vậy là mất lịch sự. Dạ. Chị Tường hay vậy lắm. Vậy chị tự nhiên mất lịch sự rồi đổ rồi chị Tường. Không có, nói chị Tường đẹp. Nhung, em làm công việc gì trong công ty? Dạ em làm trợ lý giám đốc. Wow, trợ lý giám đốc. Vậy là coi như là có thể giám đốc đi đâu mình phải đi theo đó. Dạ cũng không hẳn là vậy. Thường là sếp đi ra ngoài thì em ở lại đó. Em ở lại công ty để mà quán xuyến mọi chuyện rồi về thông báo lại, báo cáo lại. Có nghĩa là mình cũng làm giờ hành chánh thôi. Dạ em cũng làm giờ hành chánh, nhưng mà thường thì em làm hết việc chứ không có hết giờ. Nhưng mà thường thường á nha, mấy ông đàn ông là hay ghen cái vụ mà trợ lý giám đốc lắm á nha. Nữa. Không biết bên đây có ghen không à? Ghen không? Đàn ông thì ai cũng ghen hết, nhưng mà nói chung là nếu mà cái người phụ nữ mà họ thực sự tạo cái sự tin tưởng cho mình thì em nghĩ là... Đó giờ tôi mới nghe người ta nói phụ nữ ai cũng ghen này, có đàn ông ai cũng ghen hết trơn. Thì em hỏi anh Nguyễn Linh chứ vợ anh mà dường như là đi các thứ bạn bè này kia giao lưu nhiều với phía đó. Trời ơi, ông lanh quá ông ơi. Không có ghen, anh không có ghen, tin là không có ghen. Bạn nam nhà mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em... Mày chắc cũng có vài chục à. Dạ chắc cũng dài ba mối tình gì đó chị ơi. Dài ba hả? Lanh quá à. Có cái lý do nào chia tay tại bị nói nhiều quá không? Dạ không chị ơi. Chứ lý do sao chia tay? Chia tay thì hồi xưa ví dụ như em học bên kia thì cũng 7 năm á chị. Thì bạn ở đây cũng chờ đợi thời gian rồi, nói chung là xa mặt cách lòng á ha. Dạ nói chung gần gần vậy. Hoặc là cái trường hợp như hồi xưa em làm ở ngoài Hà Nội thì cũng vậy nữa. Nhiều khi là cũng cái thời gian á mình đi vô đây rồi mình làm đó mình, nhưng mà bạn nữ không vô đây đó chị. Bạn này ở gần đây không sao. Bạn này có thể là gần mặt, gần bằng lòng luôn. Trời ơi. Dạ. Cắt tóc giống mày ca quá ta. Mày ca là sao anh? Hả? Cô bé từ trên trời rơi xuống á. Cô bé từ trên trời rơi xuống á. Dạ. Em có nụ cười là dễ nhớ lắm nha. Đâm cười coi cái cây. Đó. Cười. Dạ. Dễ thương lắm. Rồi, bây giờ thế này. Chúng ta sẽ gặp nhau để nhìn thẳng vào nhau ha. Rồi chúng ta cảm nhận và chúng ta chọn bạn hẹn hò không hẹn hò. Đó giờ mình quen bao nhiêu bạn trai rồi? Em chưa quen ai bao giờ. Gì? 31 tuổi mà chưa quen ai bao giờ? Dạ. Chưa một mối tình nào dắt dai hết. Dạ chính xác là vậy. Chưa có mối tình nào luôn. Hung chưa? Trời ơi trời. Chưa được hung nghe, chưa được hung lần nào nha. Bữa nay là tê tái luôn. Linh ơi, gì? Bữa nay mình đặc biệt cặp này mình mở lên 2 phút mình cho hung thôi, mình đừng nói chuyện được không? Hung cho nó tê tái. Rồi kéo màn lên. Hú hồn. Hung. Dạ chào anh. Chào Nhung. Dạ. Bạn thích một người cao 1m65 nhưng thực tế mình không có đạt chuẩn như bạn. Thực ra thì mình cũng nói ngay từ đầu là đó chỉ là một cái tiêu chí đặt ra thôi. Thì nói chung là nó còn phải nhiều cái yếu tố khác nữa. Đứng lên đo thử coi có phải nhón hay bắt ghế gì không? Dạ chắc cũng không nên làm gì ghế. Làm gì là ngại cho... Mình thì mình không có ngại. Em nói vậy nè, không cao mà người khác thấy sao? Phải nhìn. Đó.
Không, thực ra khi mà cao rồi thì người ta cũng ngước nhìn mà anh, mà người ta ngước xuống thôi thì ngước lên thôi. Thế là gọi là cuối rồi. Nói chung hai bên đều mệt, người ngước lên ngước xuống mệt khổ, người lên cũng mỏi, người xuống cũng mỏi. Dạ thì quê. Lúc đó thì mỗi lần đi đâu em sẽ cố gắng à, em sẽ đem theo cái ghế. Rồi vô chuyện tình yêu đi, cười hoài. Thấy cô này có giống người tình trong mộng của mình không? Dạ thực sự thì em đến chương trình này thì ngoài cái việc mà giống như cái chủ đề của chương trình là hẹn hò với tìm kiếm mọi người thì em cũng muốn gặp gỡ, kết giao với tất cả mọi người. Sau này để có nhiều cái công việc liên quan hoặc gì đó thì chúng ta có thể là tập hợp lại. Nói chung là làm ăn hả? Tới đây làm ăn hả? Dạ không phải làm ăn anh. Kiếm mối làm ăn hả? Dạ em nãy giờ em chưa nhắc từ nào là từ làm ăn ở đây. Thì em nói giao luôn, gặp nhiều người làm ăn hả? Ủa gì chứ? Ví dụ như trong các công việc mà mình cần phải có sự trợ giúp này trợ giúp kia chứ mà anh. Giờ tới đây kiếm vợ là làm ăn. Ông tập trung chuyên môn làm tôi cái đi ông. Lành quá trời lành luôn. Chị thấy không có hợp ý em. Không có hợp gì. Người ta nhìn mắt chớp chớp bây giờ. Có không? Có chớp chớp không? Chớp. Bây giờ chớp bối rối rồi. Ai chớp anh? Bên kia tôi không làm. Không làm lắm à. Hết chưa? Giờ cũng muốn nói nhau gì nữa không? Cho 30 giây cuối cùng. Nhìn tôi hoài vậy trời, nhìn đây nè. À, bạn có thích ngôi nhà và những đứa trẻ không? À, cái đó thì nói chung là ai cũng hướng tới hết cái chuyện đó. Môi trường làm việc của bạn có nhiều bạn nữ không? Môi trường của mình là môi trường nghiên cứu, thành ra nữ cũng tương đối là ít. Dạ. Hết giờ. Dạ. Em lâm có gì lâm. Muốn hỏi chị Cát Tường không? Dạ không. Lâm mà còn để người ta hỏi không mà. Thanh niên gì kỳ cùng. Tôi là tôi không có chọn rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định là chúng ta có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không. 1 2 Suy nghĩ cho kỹ. 3 Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Ủa thế bạn đẹp trai lắm sao không bấm? À, dạ bạn đẹp trai nhưng mà có lẽ đẹp trai với người khác. Đó, cười vậy. Cười vậy mà không bấm. Dạ. À, điểm nào ở anh ấy mà em không đồng ý? Em không biết, nói chung là em nhìn vô mắt bạn đó em không thấy sự chia sẻ. Ừ. Thế còn bạn trai? Dạ đây là câu trả lời của em nãy em định nói với chị đó. Cứ thể là chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt với nhau. Dạ. Thôi mình bắt tay nhau cái. Chúc sức khỏe nhau. À, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và mong rằng là hai bạn rồi cũng sẽ tìm được một nửa của mình. Họ đang còn ở đâu đó mà giờ mình chưa tìm thấy. Hai bạn vẫn có thể là những người bạn tốt với nhau. À, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. À, cuộc sống là đôi khi người ta rất hợp với nhau về cách nói chuyện nhưng mà ta không hợp với nhau, không đập chung một cái nhịp tim với nhau. Mình cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng mà người ta không đồng cảm được thì mình cũng đành chịu vậy. Có thể họ không phải là những người tình trong mộng của nhau. Thế bây giờ mình đến xem cặp thứ hai coi họ có phải là những người tình trong mộng của nhau hay không. Rồi. Hả Mang?